Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Merida Xposure 500, một dòng xe đạp thương hiệu đã rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, một thương hiệu nội địa của Đài Loan, và ra đời những chiếc xe đạp cực kỳ là chất lượng và cũng rất là có tiếng tăm trong làng xe đạp thể thao. Hôm nay về một chiếc Merida Xposure 500 sử dụng full một bộ lốp chuyển động Shimano DOG, tay phanh đĩa dầu và bánh là 700c. Chiếc xe đạp để cho các bác mua về để thể dục hàng ngày trong phố thì cũng là cháy phố luôn. Đó, rất là đẹp, thiết kế từ thiết kế đến cấu hình. Đấy. Khung nhôm, toàn bộ là khung nhôm. Đấy. Và logo được dập màu vàng gold, phay xước cực kỳ đẹp. Đấy. Các bác nhìn kỹ nào. Những cái đường phay xước này cực kỳ đẹp, màu vàng gold nổi bật chiếc xe lên này, nó rất là hoàng tộc, cực kỳ đẹp. Cái logo dưới này cũng được dập màu này, những cái chi tiết này cực kỳ đẹp luôn. Đây thì được chạy hết âm sườn. Và toàn bộ xe này là được em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên bản nguyên zin hết 100% các nhé. Bánh 700c và các bác nhìn cái tâm đũa người ta đan này, đan kiểu đôi. Đó, đan đôi rất là đẹp, không có điểm gì để chê chiếc xe này nữa rồi. Đấy, cái mức giá thì có là 11.800.000, cũng là mức giá rất là hợp lý cho một chiếc xe đạp như thế này. Đấy, các bác mua về sử dụng để thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày, vẫn có cái gì đấy rất là đẳng cấp khi sử dụng chiếc xe này. Máy Luvatec, bánh bi vòng, sử dụng bi vòng bạc đạn của Luvatec. Luvatec cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đài Loan luôn các bác nhé. Đấy, sử dụng bộ đề full chuyển động DOG với 1, 2, 3, 4, 5, 10 tầng lip, 10 tầng lip và 3 tầng đĩa, đùi trục rỗng này. Xe 30 tốc độ, đùi trục rỗng nguyên zin. Vẫn còn tem đăng kiểm tại thị trường Đài Loan các bác nhé. Đây, trên dòng Merida thì hầu như là nó sẽ có những cái tem này, đây là nó bị hơi bị chóc, đây, nó bị chóc sơn rồi. Đó, made in Taiwan luôn này. Trên phần ghi đông cũng được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano DOG hai bên và cụm phanh dầu của Shimano. Bánh 700c này. Nguyên zin nguyên bản hết. Zin cũng zin. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Cái xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe này có cái size dành cho các bác đi từ khoảng 1m60 465 đến 475 thì phù hợp. Đó, chuyển động cực mượt luôn. Đó, bộ chuyển động full Shimano DOG 10 lít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Đó, chuyển động cực kỳ mượt, cho các nhìn cái mình. Dòng DOG thì nó là dòng quốc dân của dòng xe đạp đường phố hay là địa hình này. Các bác chơi xe lâu năm thì cũng có thể biết được cái bộ này. Bộ quốc dân và nó cũng rất là cao cấp.
động rất mưa. Và cái giá bán của chiếc xe anh em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.